Mến chào một kiếp con người.
đừng tranh chấp với một ai, và xin đừng giấu thù hận ở trong lòng. Em không có dám nhắn tin, em nghĩ chắc không biết giờ này anh thức rồi ngủ, mà nghĩ chắc anh thức rồi. Em thử lại cái đường like này nè, anh vô được rồi phải không? Hồi đúng không, em kiểm tra em coi, tại vì nó sắp nhập qua bên cái kia, nó gửi bên cái trang kia hết à.